Hoàng Minh sẽ trả lại tiền cho người mua trái phiếu bị hủy. Từ ngày 16 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Công an bắt khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh. Kinh tế số, động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Tất cả các nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 15 tháng 4. Quý vị đang theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và khách sạn tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa có thông báo về việc thực hiện cam kết và mục tiêu trả lại toàn bộ các khoản đầu tư của khách hàng liên quan tới 9 lô trái phiếu bị hủy. Trong thông báo, Tân Hoàng Minh biết sau khi có quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tập đoàn này đã tiến hành ngay các biện pháp tối ưu để khắc phục hậu quả nhằm thực hiện đúng cam kết và mục tiêu hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền đầu tư cho khách hàng. Sáng ngày 14 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp giao ban báo cáo công tác chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 tới dưới 12 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên thành phố. Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em và học sinh từ 5 tới dưới 12 tuổi vào sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 4. Theo đó, toàn bộ các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 6 sẽ triển khai tiêm vào sáng thứ Bảy. Đối với cơ sở giáo dục tiểu học mầm non, chỉ có 5 đơn vị khởi động tiêm vào sáng thứ Bảy, đó là đơn vị quận 1, quận 10, quận 5, quận Tân Phú và quận Phú Nhuận. Riêng chiều thứ Bảy và Chủ nhật sẽ không tổ chức tiêm, mà hai ngành y tế và giáo dục sẽ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm từ việc tiêm của sáng thứ Bảy. Sáng thứ Hai sẽ tổ chức đồng loạt các điểm tiêm còn lại. Theo nguyên tắc sẽ tiêm cho học sinh lớn trước nhỏ sau, từ lớp 5 tới lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh, trú tại Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Qua điều tra xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Đặng Như Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh HIF năm 2022 với chủ đề Kinh tế số, động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính là bức tranh chung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, tầm nhìn và khát vọng đến năm 2030. Thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thách thức và giải pháp, và cuối cùng là chuyển đổi số trong doanh nghiệp, kinh nghiệm và bài học thành công của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa tiến sĩ Ngô Minh Hải, ngày 15 tháng 4 thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một diễn đàn kinh tế với chủ đề là kinh tế số, động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Vậy thì theo ông thì ông đánh giá về vai trò và ý nghĩa của diễn đàn kinh tế này như thế nào trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy tăng trưởng trở lại sau một năm đại dịch ạ? Cảm ơn Thu Hà. Cái câu hỏi rất là thú vị. Thì thật ra đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời cho toàn bộ những người mà có tâm với thành phố này, những thinh tăng, những chuyên gia, rồi những doanh nghiệp và tất cả những người dân thì được tham gia một cái diễn đàn rất lớn để quyết định một số phận cho tương lai của thành phố mình trong một thời gian tương lai. Và cái diễn đàn này là một cơ hội rất tốt để cho chúng ta có thể là phát triển, xây dựng chính sách và chúng ta lại có cơ hội phản biện xã hội để chúng ta từ những cái góc nhìn đa chiều để chúng ta chọn được một cái chiến lược mà nó
phù hợp nhất và nó khả thi nhất cho thành phố của chúng ta hiện tại. Thì tôi cũng rất là háo hức và rất là mong chờ cái diễn đàn này. Dạ, chúng ta thường hay nhắc đến cụm từ đó là kinh tế số. Vậy thì hiểu một cách chính xác kinh tế số ở thành phố Hồ Chí Minh là tài chính số hay là ngân hàng số hay là việc đầu tư công nghệ vào các hoạt động kinh tế xã hội ạ? Kinh tế số, nó hiểu một cách nôm na có nghĩa là rằng khi mà những công nghệ mới ra đời và những công nghệ trong tương lai sẽ ra đời, vậy thì công nghệ đó sẽ thay đổi cách thức chúng ta kinh doanh hiện tại là như thế nào, và những cái doanh nghiệp mới, những cái mô hình kinh doanh mới, những cách thức vận hành mới trong tương lai sẽ ra sao, thì đó chính là kinh tế số. Thì tôi cũng chia sẻ một chút xíu cái kinh nghiệm mà tôi nghiên cứu trong thời gian gần đây ấy, thì tôi tạm gọi là tổng kết lại thành ba cái mô hình kinh doanh mà tôi nghĩ rằng nó sẽ thay đổi thế giới, cách thức chúng ta vận hành trong tương lai. Cái mô hình thứ nhất tôi tạm gọi là mô hình 1.0. Mô hình 1.0 là mô hình chúng ta vận hành từ trước đến giờ, là một người bán thì vạn người mua. Đó, và cái lợi thế chúng ta sẽ là công nghệ, là thị trường, là bí quyết. Đó. Vậy thì chúng ta nó bán sản phẩm càng nhiều càng tốt, chúng ta giữ bí mật càng lâu càng tốt thì chúng ta càng thành công, đúng không? Và trong khoảng tầm 10 năm gần đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái mô hình tôi tạm gọi là mô hình 2.0 là mô hình platform, tức là sẽ có nhiều người bán hơn, nhiều người mua hơn. Đó, giống như Uber chẳng hạn, Grab chẳng hạn, thì thay vì chỉ có một ông Mai Linh, ông Vinason cung cấp dịch vụ taxi thôi, thì bây giờ ai có xe thì cũng đều có thể là bán được sản phẩm. Đó, thì cái mô hình này nó len lỏi vào toàn bộ tất cả các lĩnh vực trong kinh tế xã hội, từ tài chính, từ ngân hàng, từ doanh nghiệp, từ cơ quan nhà nước, ví dụ như là công chứng chẳng hạn, nó cũng là đã được thành mô hình theo platform rồi. Đó, và bây giờ xu thế trong tương lai nữa là gọi là mô hình 3.0, tôi tạm gọi là 3.0, thì những công nghệ mới như là blockchain này, rồi số hóa này, rồi dữ liệu lớn chẳng hạn, thì nó thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta vận hành. Đó, như vậy thì nó sẽ theo cái hai cái tư duy, mà thứ nhất là incentive, là cái động lực, và cái thứ hai là cái community, tức là khi nào mà chúng ta có một cái cộng đồng đủ lớn, và cộng đồng đó, những người tham gia sẽ có nhu cầu tạo ra một cái sản phẩm mới để phục vụ cho chính nhu cầu của họ. Vậy thì họ có thể là nhà đầu tư, họ có thể là người sử dụng sản phẩm dịch vụ, họ có thể là chính là người vận hành luôn. Vậy thì doanh nghiệp này, người mua này, người bán này, nhà đầu tư, nó sẽ đan xen với nhau và đóng nhiều vai trò trong nhiều giai đoạn. Với những cái phân tích vừa rồi thì theo ông đâu là những doanh nghiệp chủ đạo mà thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung ạ? Mình lại làm thầy bói nữa rồi. Nhưng thực ra thì thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế rất lớn về cảng biển này, logistics này, nông nghiệp công nghệ cao này, công nghiệp này, là những cái đang lợi thế đang rất là cốt lõi. Và với cái kế hoạch mà xây dựng sân bay Long Thành cộng với lại cái hệ sinh thái để mà bổ trợ đến kèm cộng với hạ tầng, thì thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều tiềm năng để trở thành một trung tâm về kinh tế, tài chính, và là một trung tâm về logistics, về vận tải. Và bên cạnh đó, thì thành phố Hồ Chí Minh có thể là một cái trung tâm cho toàn bộ cái khu vực phía Nam của Việt Nam, kết nối với lại Đông Nam Á về du lịch, về dịch vụ. Đó. Vậy thì thành phố Hồ Chí Minh nên ưu tiên những cái ngành công nghiệp mình đang có lợi thế sẵn có, và mình ứng dụng công nghệ vào trong những cái doanh nghiệp đã có sẵn cái lợi thế về hạ tầng và ưu đãi. Và cùng với cái chiến lược của mình cũng rất là rõ là thành phố thông minh, rồi những cái trung tâm công nghệ cao đó, thì đó chính là cái động lực để mà thành phố Hồ Chí Minh phát triển một cách bền vững và tạo đột phá. Và tôi hy vọng là những cái doanh nghiệp mới ấy, trong cái mô hình 3.0 mà tôi nói hồi nãy đó, thì sẽ phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, và họ sẽ là những cái trung tâm mà hướng tới cái thị trường toàn cầu chứ không chỉ ở Việt Nam, và họ chính là những cái động lực để thay đổi toàn bộ cái diện mạo của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng như là kinh tế số thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Xin cảm ơn tiến sĩ Ngô Minh Hải. Thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định xin được khép lại tại đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Nông sông người ta uống ngay đốc tất hay nào, cùng chính loại thảo mộc tự nhiên, thanh lọc từ mát. Chuyện đốc tất thanh thanh nhiệt tươi mang sông hết mình, cùng nhau mang đi khắp mọi nơi tươi mát. Thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày.
Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 14 tháng 4 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 14 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cựu trụ trì Phạm Văn Cung, 40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long và Nguyễn Tuấn Sĩ, 54 tuổi, làm nghề xe ôm về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bài viết cựu trụ trì ở Vĩnh Long bị đề nghị tù chung thân được đăng tải trên plo.vn đã nhận được không ít bình luận bức xúc từ phía bạn đọc như lợi dụng làm ảnh hưởng đến Phật giáo, pháp luật xử vậy là rất đúng. Một bình luận khác thì cho rằng gieo nhân nào thì chịu quả đó. Ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Giám đốc Công an tỉnh vừa tặng giấy khen cho trưởng Công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh vì có hành động liêm khiết, không nhận tiền hối lộ từ nhóm tệ nạn cờ bạc tại địa phương. Bài viết, một trưởng Công an xã ở Đồng Tháp được tặng bằng khen vì liêm khiết, kiên quyết nói không với hối lộ. Sau khi được đăng tải trên fanpage của báo đã nhận được rất nhiều lượt like và nhiều bình luận cảm phục anh Công an như hành động và việc làm của Trung tá Nguyễn Trọng Hiếu rất xứng đáng được biểu dương khen thưởng. Một bình luận khác đề xuất cần tuyên truyền rộng rãi tấm gương người tốt việc tốt như anh để lan tỏa đến mọi người. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.